Đồ Gỗ Đức Hiền kính chào quý vị. Lúc này đang là sáng ngày 23 tháng Chạp năm 17, tức là chỉ còn 7 hôm nữa là Tết, tức là ngày mùng 8 tháng 2 năm 2018. Thì clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu 4 chiếc kệ tivi mà chúng tôi đang hoàn thiện để chuẩn bị để phục vụ cho cái dịp Tết này. Thì mấy hôm nay là cái lượng kệ tivi dự trữ mà thành phẩm đã lên đường gần như là hết, cho nên là lúc này chúng tôi đang mang 4 chiếc mộc ra để đánh. Thứ nhất là chiếc kệ tivi 2m37 bằng gỗ hương đá Nam Phi. Thời điểm này tính với giá là 20 triệu. Trong này là chiếc kệ tivi cũng bằng 2m37 gỗ hương đá đây, cái này là 22 triệu. Vậy này là các cái tỉnh ở phía Nam thì chúng tôi không chuyển được nữa rồi. Những cái tỉnh từ Quảng Bình ra là chắc là phải hẹn sau Tết rồi. Từ Ngợi An trở lại thì có thể là vẫn còn kịp để đi các cái chuyến ô tô trực tiếp từ sửa pin. Đây là chiếc kệ thứ hai. Kệ thứ ba là chiếc kệ tivi dài 2m17 bằng gỗ hương. Đây là gỗ hương Lào. Cái này là 25 triệu giá tại xưởng. Cái này là kệ tivi gỗ hương Lào và nó có 6 ngăn kéo. Đây, các ngăn kéo dựng như thế này đây. Cái này thì mới hôm gần đây nhất là chúng tôi mới chuyển cho một tiệm uốn tóc rất nổi tiếng ở khu vực chợ ở chỗ Cầu Đuống. Và đằng trong này là một chiếc kệ tivi 1m6 trị giá là 14 triệu. Kệ tivi 1m6 có tai. Cái này kiểu dáng mới rất là đẹp. Hiện nay thì ở trong cửa hàng là vẫn đang còn một chiếc kệ tivi 1m98, coi như là 2m đấy, là vẫn là mẫu này, vẫn là dáng này. Đây, trong đó con rể và cháu tôi đang mang hàng từ xưởng về đây. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo cái số điện thoại trên màn hình. Và đây là hình ảnh đang quay tại phía trước tầng 1 khu A của Đồ Gỗ Đức Hiền. Tuy là cuối năm nhưng mà chúng tôi vẫn duy trì cái hoạt động, thợ thuyền vẫn làm đều đặn và vẫn còn, và trong cửa hàng cơ số dự trữ vẫn còn hàng ngàn sản phẩm nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.